các bạn yêu thích đánh màu mắt nhưng mà trong túi của các bạn chỉ có 1-2 màu mắt thôi, thì các bạn sẽ giải quyết cái vấn đề đánh màu mắt như thế nào? Trong video ngày hôm nay thì Tiến sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đánh màu mắt chỉ với một màu mắt bằng phương pháp là đánh tầng theo nhiều layer khác nhau, để tạo cho cái con mắt của tụi mình sau khi đánh xong có độ sâu, và chỉ cần với một màu mắt thì tụi mình cũng có thể sở hữu một cái đôi mắt đẹp hút hồn và tự tin bước ra đường nha mọi người. Sản phẩm ngày hôm nay mà Tiến sẽ dùng để đánh mắt sẽ là sản phẩm của nhãn hàng Sonia khi xuất, là một cái nhãn hàng của Mỹ. Và cái màu mà ngày hôm nay Tiến sẽ sử dụng là màu Teal Rose màu nha. Nó không phải là màu nâu, và đây là một cái màu trung tính để sẽ phù hợp với những bạn nào mà tông da trung tính cũng như là tông da thiên lạnh sẽ rất là phù hợp với màu này. Đầu tiên Tiến sẽ lấy cây cọ tán hết phần bầu mắt với cái sản phẩm một cái lượng vừa phải thôi, và phủ cho nó bớt đi. Đó là Tiến đánh hết phần bầu mắt và từ dưới đến lên là 2/3 đó, nhưng mà gần trên phần bầu mắt. Và tôi thực hiện luôn cả con mắt bên còn lại cho mình, tán lên trên bầu mắt của mình. Tiếp tục Tiến sẽ lấy một cái cọ đầu dẹp và Tiến lấy cái phương mắt Sonia kỹ xuất và bắt đầu tán lên 1/2 so với bầu mắt, và tiếp tục đánh nha, đánh ôm sát phần mí mắt, tán lên 1/2, tán lên 1/2. Tiến sẽ lấy một cái cọ đầu dẹp nhỏ hơn, nhỏ nhất luôn, và Tiến cũng tiếp tục lấy cái phần phương mắt này lần thứ 3 và Tiến sẽ đi ôm sát mí lần cuối. Đây. Và sau khi hoàn thành xong cái bước này xong thì mọi người đã chải cái lông mi của mình. Đó là hoàn thành xong cái bước makeup ngày hôm nay chỉ đơn giản với một màu mắt của Sonia kỹ xuất như mình.